Em xin chào anh Chí. Chào Thắng, chào tất cả bà con chú bác gần xa đã ủng hộ em những cái chiều qua đã thành công. Hôm nay em về hai cái đàn, 4 cái coi. Con mong anh em đón xem và ủng hộ Chí nha. Hôm nay cây VIP anh? Cây VIP anh em ơi. Dạ, rồi ok. Cây VIP VIP rồi, dảo nha, đa số thì bông đẹp cũng nha. Rồi, hiện tại thì mình đang ở quận Cái Răng của thành phố Cần Thơ. Qua video cũng xin cảm ơn tất cả những anh em ủng hộ anh Chí trong cái lô cây vừa rồi. Anh đã chốt thành công. Hôm nay anh về được một số cây mai anh em ơi. Đặc biệt cây mã số 1, cây khủng nha anh em. Xù 100% luôn. Hàng đẳng cấp. Anh em xem chi tiết video đó, xin báo giá, hợp nhãn alo anh Chí đi để mình chốt cây. Đầu tiên mã số 1. Cái số 1 này chiều cao nó khoảng nhiêu anh Chí? Cái số 1 này chiều cao nó khoảng 3 mét. Rồi 3 mét. Còn tán ngang nữa anh? Tán ngang này khoảng 3 mét luôn. Rồi tầm khoảng 3 mét. Cái này anh mới con tàn vô cho nó điều tàn nè. Đẹp quá. Cái này con tàn. Cái này xuống 100% luôn hả anh Chí? 100% luôn. Trù lên nhắn nó lên trù luôn á. Dạ. Cái này lá lớn rồi nè. Bông nó sao anh Chí? Bông này vào nhà nghệ luôn á. Bông đẹp luôn, bông đùm luôn á. Là khoảng nhiêu cánh anh? Nè nó bông nó trong thân nó ra luôn nè. Dạ. Nó 5-7 cánh nè. Nè, bông trước thân luôn. Còn cuốn bông á. 5-7 cánh nha anh em. Bông đẹp lắm. Đây nó xù nó trái ra vậy nè. Xù quá tài luôn. Một cốt đi lên chừng vài tóc lỗ xay tàn nha. Bộ tàn tròn quay luôn. Này nó da nó xù xì vậy đó nó lại lên anh. Da me luôn. Đây nè. Nó lên cứng dư dãy rồng nha. Dạ. Còn dưới này nó xù hết rồi. Wow. Cái thân là hết trơn luôn nè, bích mình luôn. Cũng xù luôn nha. Đế ra xù trứng thì tùm lum. Xù mà đế vậy mà nó lên xù trứng. Chảy bạch xuống. Nồi đế siêu khủng. Đế còn cạnh. Này chắc nó già dữ lắm hả anh Chí? Nó già cây. Nó lên nước da ở trên nó da nó dễ gồng luôn á. Này, cái da nó bung lên vậy nè. Dễ gồng. Tự nhiên hết anh Chí? Tự nhiên. Dễ gồng. Nồi đế khủng. Quá tài nồi đế. Đế ngon. Đế. Có kín. Cụ mai anh em ơi. Cụ mai xù. Đế bạch chứ. Đây từ xa cho anh em xem phơm tàn phía đây nữa nè. Bông đẹp nha anh em, bông ghim 5-7 cánh. Ba anh em bông đùm luôn, bông bao vàng đậm luôn. Dạ. Đế làm hết chưa anh Chí? Đế này làm vừa tới bỏ móng à, hay bỏ móng gọng không à. Ra quặm xuống con đó. Nó nù cục gì này ha. Chỗ nào không ấy? Cục. Cho hai vị trí đi anh. Ok anh. Đây là 92. Cánh đế nha anh em. Trên da đế nha. Rồi, 92. Ok. Coi heo nhỏ đây. 81. Rồi, 81. Trên cao luôn. 3 vị trí luôn đi. Này 80. Rồi, 80. Thoát thân nó 45. Rồi, thoát thân 45. 45 bắt đầu nó xoay tàn nè, nó ra 3 thân nha. 3 nhánh đây nè. 8 tài luôn. Cái này nó cái bệ đế nè, củ đặc này. Xây vòng 100 đó, ý 150 á, hết trước á. Rồi, củ đặc là mát thước anh em ơi. 1.5 thước nha. Gồm đo tổng thể rồi đế luôn anh em. Khoảng 350. Rồi, khoảng 3.5 m nè. Rồi đế. Cái bệ đặc này nó 150 nè. Cái bầu được mấy mét anh Chí? Bầu này 1m35. Rồi 1m35. Đây bộ tàn mà phía này nè, tròn quay luôn. Vậy nuôi tàn lập đầy đủ nó ok nè. Giao lưu với đây là 450 triệu. Rồi 200 km. Rồi bao xếp 200 km nha anh em. Để sở hữu cụ mây xù nha. Thấy nó có cái này cái lại bị gì anh Chí? Cái này hồi xưa Thanh nuôi đó. Nói cái nhánh nó tét đó. Người ta xử lý lớp trong rồi. Cái này em mới xử lý lớp ngoài à. Rồi đó, ta xử lý nó hơi hót á. Em về em đắp keo lên thêm
cho nó tròn tí thôi. Cái này là lâu lâu năm rồi anh? Lâu năm rồi, nó kéo nè. Rồi cứng ngắt rồi nha anh em. Cái này keo nha anh em. Bứng về thì nó kéo nha, mà nó không có một chút xíu anh em ơi. Bắt tay. Cái hơn nhiêu à? Dạ. Còn như là cây liền lạc hết nha, không có thẹo tích gì hết. Đang lên xùi lắm rồi nè, mấy cái đầu cành này hết luôn nha. Dễ gồng luôn. Lên dễ gồng hết. Dễ gồng. Rồi 450 triệu anh em xem vô form hợp nhãn đó. Alo anh Chí đi để mình chốt cây. Rồi tiếp theo mã số 2, một cây quái anh em ơi, cái phôi quái nha. Cây này quái. Đây. Dễ đẹp. Mới thấy bộ đế lạ vậy anh em. Có cành bay ra nè. Trực nha. Trực bay có hết luôn. Chân cành khủng luôn. Cái này bông là sao anh Chí? Cây này bông bao nên là 8-12 cành. Hai lớp bông á. Rồi bông hai lớp 8-12. Đó mình đo cành ba này cây con nhiêu anh Chí? Rồi 90 mình đó chiều cao luôn anh. Rồi chiều cao 1m3. Rồi anh quay nhẹ cái nào để đây anh Chí. Cái này nó có nằm trong đâu mà nó quái quá anh? Nằm dưới đất à, quá. Dạ. Nằm mô á. Đây. Đế sổ nha, nó có cái đế nè. Lạ lắm. Đắm xuống hết luôn. Nên là đặt cái dĩa quái lắm á, bò cho nó chống thôi, cái bò. Trực bay. Bò 86. Rồi. Đấy nó bò ra 86 nha anh em. Rồi mình đo thông số đi anh Chí ơi. Sổ luôn đi. Sổ nó 35. Đấy nó ra nó lắc lự nè. Múa. Số là 61. Rồi 61. Cho cái này nó đỡ ra. Cái này khó đo nha anh em, đo nhiều thông số. Này đo dây đế. Dây đế này nó 70. Rồi 70. Được 2m2. Rồi tổng thể nồi đế là 2m2 nha. Cái này anh Chí bao bông nha anh em, bông là 82 cánh nha. Bông 2 lớp. Đó anh em là 2 lớp bông nha. Dạ. Rồi chốt giá nhiêu anh Chí? Rồi cái này em xin giao lưu với anh em là 67 triệu. Rồi 67 triệu nha anh em, cho một cái phôi quái nha. Bộ đế này kiếm cây thứ hai cũng khó nha anh em. Bao xếp 200 km. Rồi tiếp theo mã số 3. Đây. Bay luôn anh em ơi. Lắc lượng nha. Có củ đế to lắm anh em. Cây quái nữa. Rồi 2m2, mình đo chiều cao luôn chứ. Rồi cao 1m1 nha. Cái này 2 lớp bông luôn anh em. Rồi cái này anh bao bông luôn nè, 2 lớp luôn. Đây củ đế nè. Nó 2 lớp có 1 lớp, cái này nó lai chặt luôn. 579 cánh. Rồi mình đo thông số lên chứ ơi. Rồi 58 chuẩn anh. 58 chuẩn quá. Rồi 58 chuẩn nha anh em. Củ đế. Củ đế là 90. Rồi. Củ đế đặt 90. Bông đẹp nha, hai lớp luôn. Neo đi. Rồi về trên neo. 54. Rồi 54. Cái này quái anh em. Cần quá cái này có cái cọng này anh để anh em muốn thích thì cắt làm như cái dồi á anh. Còn này nữa anh em chừa cái cành này nữa, anh em đánh đổ thì đó, một bay đổ thì đó, bay đổ đủ luôn. Cái trận kiến thường bây giờ chơi cái lần quái quái là lạ nên bay. Rồi mình chốt giá nhiêu anh? Rồi cái này giao lưu với anh em là 42 triệu. Rồi 42 triệu, bao xếp 200 km. Rồi tiếp theo mã số 4. Đây một cây lắc đẹp quá anh em. Này. Xuất sắc luôn. Cây này cũng hai lớp bông luôn anh em. Hai bông nha. Chân cành đẹp luôn. Lắc đã luôn. Dẻo lai. Hai lớp bông. Rồi bông hai lớp luôn nha. Chân cành có sẵn. Về nuôi bồ tàng nó chơi anh em ơi. Một cốt xanh sạch đẹp.
Mình đo chiều cao đi anh chứ. Chiều cao cái này 125. Rồi, 1m25. Rồi, bông đẹp là ghim là nuôi tiềm năng anh em ơi. Đây, củ đế nè. Lắc. Lắc. Cái này hơi nghiêng 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 anh gì trồng đứng thôi bình thường nha. Bị nặng quá, đem còn quay thì khỏi được. Đế có đều hết nha anh em. Cũng đều hết. Em có hai thông số nha. Này cơ gia đế. Đế 74. Rồi 74. Trên cao. Trên cao. Đó ngược. 77. 77. 77. Rồi đó trên cao luôn như anh. Đấy, đó, ngược trước. Trên cao là 63. Rồi trên cao là 63 nha anh em. Củ nở đế bung đều hết. Nồi đế này 100. Rồi nồi đế 1 mét. Cái chân cành nó đo thử bao nhiêu anh chứ? Chân cành này nó 25. Rồi chân cành 25 nha. Thấp thân đấy. Thấp thân nó 30. Dạ. Kích bầu nó 81. Rồi mình chốt giá nhiêu anh? Rồi cái này anh xin giao lưu với anh em là 55 triệu. Rồi 55 triệu anh em ơi. Một cốt trực lắc lượng nha. Bao xếp 200 km. Rồi tiếp theo mã số 5. Một cốt anh em ơi. Tàn tán gì mình nuôi thêm nha mình chơi. Cái này nó cao khoảng nhiêu anh Chí? Cao khoảng 3 mét 3 mét đi. Rồi 3 mét còn tán ngang anh. Tán ngang 2 mét rưỡi anh. Cái này về chặt được chân anh em. Bông nó sao anh? Bông này chưa thấy bông. Rồi cái này hoành to giá nhỏ anh em ơi. Đây. Giá là thu hồi vốn anh em. Rồi cái mặt xuống đây cho anh em xem. Cây đang lên xù hả anh chứ? Đang lên xù. Thằng chơi nữa. Lên nách chơi. Đây mấy cái nách này nè. Đang ra nha. Một cúc thẳng đó đi lên. Đế này ai treo à? Về anh em cắt. Rồi mình đo thông số anh chứ vậy? Mã số 5. Mã số 5. Giá gì ở trên em ơi? 61 hoành. 61 hoành. 61 hoành. Rồi 61 hoành nha. Đường kính bầu nó 90. Rồi chốt giá nhiêu anh? Rồi 61 hoành nha anh em, 25 triệu. Bao xếp cho anh em 200 km nha. Rồi tiếp theo mã số 6. Một cái phôi một cốt lắc lượng nha anh em. Cao chót vót luôn. Cao 3 mét rưỡi. Rồi cao 3 mét rưỡi. Đang lên xù nha. Anh em về gọt lại nuôi lòng. Bông cái này sao anh chứ? Cái này đế bông anh chứ. Dạ. Đế này nè. Đế buôn xiên rồi anh chưa làm anh em ơi. Chưa làm với đế bông rồi đấy. Dạ, nó đang lên sùng rồi nha. Lên nhánh là lên sùng. Cây còn sung lắm anh em. Đế nguyên một đống luôn. Cây này sao lắm như từ chủ nhà. Nhánh này hứa anh em chơi gì anh chứ? Để trừ hao với gặp quá. Dạ. Trừ hao cắt. Rồi mình đo thông số anh chứ vậy? Cái này 60. Rồi 60. 60 hoành. Ok anh ơi. Cái này củ đế nó lên chứng nha. Hoành đế này nó khoảng 220. 2m2. Nó lên lục cục chứ. Cái này nguyên đóng đặt luôn á anh chứ. Đặt cho trong này đặt hết trơn. Cứ ngắt luôn nè. Trứng mấy đầu lên trứng. Mấy đầu ra trứng hết ha. Cái này sao nuôi tương lai trứng. Dạ. Rồi em cho khán giả mất giá luôn anh chứ. Rồi cái này giao lưu với anh em là 200 km là 25 triệu. Rồi 25 triệu nha anh em. Về mình tạo tàn tán chơi anh em ơi. Một đây, cốt lắc nha. Đây còn 4 máy 50.
để nguyên đống cà bá luôn. Nó còn 43. Rồi 25 triệu bao xếp 200 km.